Xin chào các bạn, mình đã quay trở lại rồi đây. Và ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm bức tranh tên lửa như thế này nhé. Và bây giờ chúng ta cùng nhau bắt tay vào làm thôi. Xin chào các bạn, hôm nay thì chúng ta cùng nhau làm bức tranh tên lửa phi đi ra khỏi trái đất. Và ở các cái không trung giải ngân hà. Thì bây giờ chúng ta cùng nhau vào làm. Mình có các cái giấy màu sắc khác nhau để chúng ta làm đây. Có thước kẻ, hồ, bút xóa, bút đen, hoặc là các cái bút màu dạng như thế này để chúng ta làm. Chúng ta có các cái bút chì, compa, kéo. Và bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt tay vào làm nhé. Thì đầu tiên thì mình sẽ vẽ một các cái tiểu hành tinh nha. Rồi thì mình sẽ sử dụng màu xanh này với cả màu tím để chúng ta làm. Màu tím thì mình sẽ làm trái đất nhé. Màu tím mình sẽ làm cái khung xung quanh. Rồi thì mình sẽ cắt một cái này. Mình sẽ làm khá là vừa vặn thôi. Mình sẽ làm tầm khoảng 7 cm nhé. 7 cm, ok, mình sẽ làm nhé. Đó, và bây giờ chúng ta sẽ cắt cái phần này. Ta sẽ cắt theo cái đường mà mình đã vẽ nhé. Ok, đó, và mình sẽ bỏ cái giấy thừa ra. Thì bây giờ thì mình sẽ vẽ một đường tròn để mình làm rìa bên ngoài nhé. Mình sẽ vừa nãy là mình ở cái hình tròn kia là 7 cm. Bây giờ mình sẽ kéo dài hơn một xíu là 8 cm ạ. Đó, bây giờ chúng ta vẽ thôi. Rồi chúng ta sẽ cắt nhé. Và trước khi cắt thì chúng ta sẽ trang trí nó một chút. Mình cũng sẽ cắt đấy các cái phần này, làm các cái điểm hoa nha, các cái kiểu trang trí bên ngoài. Bạn nào không thích lận có thể bỏ qua bước này. Mình muốn cái trái đất của mình, cái khung tranh của mình nó đặc sắc hơn, nên là mình sẽ cấy vào nhé. Đó, bây giờ mình sẽ chỉnh một xíu và mình sẽ cắt nhé. Chúng ta sẽ cắt theo các cái mà mình làm nha. Vậy mình đã cắt được một nửa rồi. Thì bây giờ thì mình sẽ cắt cái này ra mà đỡ bị ấy nhé. Mình sẽ cắt, tiếp tục cắt các cái này. Mình sẽ cắt phần này đây. Ok, mình đã cắt xong cho cái mặt này rồi. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ dán vào nhé. Mình sẽ lấy mặt này, mình gắn keo vào đây. Đó, sau đó chúng ta sẽ lật ngược lại, chúng ta dán cho nó phần giữa nhé. Đó, rồi, bây giờ thì mình sẽ sử dụng một cái hình khác như thế này. Bây giờ mình sẽ vẽ ở cái đường kính 7cm vừa nãy mình vẽ cái khung á, đấy 7cm rồi chúng ta sẽ đây, mình sẽ vẽ một đường thế này. Đó, sau đó thì mình sẽ vẽ một đường ở đây hoặc là nhỏ hơn nha, ta có thể vẽ một đường nhỏ hơn ở đây. Mất dấu rồi, không phải cái này. Mình đã bị mất dấu rồi, mình sẽ nhìn lại nhé. Đây chứ. Đó, mình sẽ cắt cái đường này nhé, để mình áng cái phần trái đất để chúng ta gắn nó vào. Mình sẽ cắt cái này. Rồi mình gắn vào đây. Đó, còn là ngược lại xem. Đó, thôi tốt nhất là thế này đi. Đó, giờ mình sẽ gắn vào đây nhá. Cái này mình sẽ bỏ sang một bên. Rồi mình sẽ gắn nó vào. Rồi, mình sẽ gắn vào đây nha. Cái tiếp theo thì mình sẽ sử dụng một cái giấy màu đen hoặc là màu tối nào đó. Màu tối kiểu bí ẩn đó. Đây, mình sẽ sử dụng cái này. Một tờ giấy, không sao, mình sẽ tránh các cái phần bị dính này ra để mình cắt những cái đốm tròn để mình gắn lên đây nha. Một cái mình sẽ cắt to, một cái mình sẽ cắt nhỏ. Cái này mình sẽ cắt to nha, sẽ cắt một hình tròn. Đây, sẽ cắt như thế này. Đó. Và phần còn lại mình sẽ cắt ở đây. Nhỏ hơn. Rồi, giờ mình sẽ dán vào nhé. Mình sẽ dán xung quanh thôi. Bôi ít ở đây. Đó. Và bây giờ thì mình sẽ làm tên lửa nhé. Tên lửa ở đây thì mình sẽ vẽ một đầu hình chỏm như thế này. Đây, sẽ áng chừng nhé. Các phần này. Trên nữa mình sẽ vẽ như này. Rồi. Mình sẽ cắt nha. Đó, sau đó mình sẽ làm việc lại. Mình sẽ lấy hai cái giấy màu trắng như này thì mình gắn vào, mình làm cái cánh nhé. Mình sẽ cắt đôi cái này ra. Và mình sẽ vẽ một cái đường nhọn ở đây. Rồi, mình sẽ cắt nhé. Rồi, hai cái này. Giờ mình sẽ dán vào đây. Mình sẽ dán như thế này nhé. Rồi mình sẽ dán vào đây. Cho hồ vào đây ạ. Sau đó mình gắn nó vào như thế này. Và bên này cũng thế. Ok, mình đã làm xong cái tên lửa này. Bây giờ thì mình sẽ cắt cái phần khói này với cả đây, mình sẽ sử dụng màu xanh này với cả cái phần tia lửa nhé. Mình sẽ cắt phần này và mình sẽ cắt cái phần tia lửa này luôn. Mình sẽ cắt một tấm này ra là một tấm màu vàng. Mình sẽ sử dụng màu này. Rồi, về cái phần này mình sẽ đến đây đã. Mình làm cái tia lửa. Các cái tia lửa như thế này nha. Mình sẽ kiểu cắt cho nó được ấy nhất ấy, như thế này. Đó, bây giờ mình sẽ cắt nha. Các bạn muốn nói hơn, các bạn thì tách ra như này. Mình sẽ cắt cái đường nhọn ở đây. Ok, mình sẽ bỏ sang một bên. Mình sẽ làm tương tự cái này nhé, mình sẽ làm nhỏ hơn ạ. Mình sẽ vẽ cái nhỏ hơn hoặc là mình có thể cắt thêm. Mình sẽ cắt phần này. Ok nha, bây giờ mình sẽ dán vào. Đó, mình sẽ để cái này sang một bên. Giờ mình sẽ dán vào đây, dán từng cái một nhé. Mình có cái màu xanh này, mình sẽ dán nó vào. Đó, chúng ta sẽ dán vào đây. Mình sẽ bôi keo, mình gắn nó vào đây. Đó. Tiếp tục cái phần này, phần bút mình sẽ gắn cái phần của bút chì. Đó, được chưa? Sau đó thì mình sẽ vẽ các cái phần. Mình sẽ lấy bút để mình vẽ các cái phần đấy nhé. Mình sẽ sử dụng bút màu đỏ như thế này. Chúng ta vẽ tất cả những con tàu. Mình sẽ sử dụng cái này để lót vào. Đây, mình sẽ sử dụng bút màu đỏ. Mình lót vào nhé. Khi thế thì mình sẽ vẽ một cái đường, mình sẽ tô một cái màu xanh đậm hơn ở đây. Đó. Và một cái ở bên này. Ok, và bây giờ thì mình sẽ lấy bút đỏ để gắn vào vẽ các cái kẻ đây nhé. Và dưới này cũng thế ạ. Dưới này mình phải chú ý là mình sẽ không bị tô tràn vào đây. Ok, đó, sau đó mình có thể lấy các cái bút nhũ để mình vẽ vào đây. Màu xanh này đi, mình sẽ sử dụng màu này. Mình có thể vẽ các cái đường ở đây. Sau đó mình có thể vẽ một cái đường tròn nữa. Mình dùng bút này nha. Đó, mình sẽ có thể trang trí như thế này. Mình sẽ vẽ viền ở bên đây. Rồi bên này nữa nhé. Đó, xong rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ gắn nó vào. Đây, mình sẽ sử dụng cái này. Mình sẽ gắn lên đây nha. Mình sẽ gắn chính giữa luôn, còn là chéo một xíu đây cho nó. Mình sẽ tô phần này vào đây. Thì chúng ta gắn vào. Một phần mình sẽ kẻ một phần này ở dưới đây. Ồ, nó bị nhòe rồi, không sao. Và bây giờ thì mình sẽ làm các cái ngôi sao, cắt các cái hình ngôi sao nha. Mình sẽ sử dụng cái này. Mình sẽ sử dụng cắt vào những dày 1 cm. Cái này cắt hơi bị lệch này. Mình sẽ gắn vào. Ok, bây giờ mình sẽ gắn vào cái này để mình vẽ hình ngôi sao nhé. Đó, màu đỏ thì mình sẽ làm nó sao to hơn. Ok, rồi bây giờ mình sẽ cắt nhé. Mình sẽ gấp nó vào đây đã. Mình sẽ gấp từng cái như thế này để chúng ta cắt dễ hơn. Đó, mình sẽ cắt cái phần này trước. Bóp thật chặt để chúng ta cho nó chắc nhé. Ta cũng khéo một chút bởi vì cái này nó cũng khá là nhỏ, với cả cắt nó dễ bị đứt đi. Đó, tiếp tục bên này. Ở bên này nữa nha. Ok, mình sẽ bỏ đấy, mình đã cắt như này rồi. Mình sẽ cái phần này mình sẽ lấy một tờ thôi nhá, tại mình thấy nó khá là nhiều ấy. Tức là mình cắt nha. Tờ này chắc chắn là không được, mình sẽ bỏ sang, cắt rồi bỏ đi. Rồi mình sẽ cắt nha. Đây, cái ngôi sao này khá là nhỏ này. Các bạn có thể vẽ các ngôi sao đẹp hơn rồi, không cần vẽ như mình, các bạn có thể tự cắt được nhé. Còn các bạn sẽ dán các cái sticker là kiểu hình ngôi sao ấy, gắn vào cũng được. Ok, bây giờ mình sẽ gắn vào. Và mình có thể gắn từng cái này ở đây. Đó, để cho nó có, mình sẽ gắn xung quanh nha. Bây giờ mình sẽ gắn linh tinh ra, rồi mình sẽ gắn các cái tiểu hành tinh khác nhé. Rồi chúng ta gắn xong các cái tiểu hành tinh thì chúng ta để còn thừa, chúng ta sẽ gắn nốt ạ. Rồi, giờ mình sẽ gắn các tiểu hành tinh. Mình sẽ sử dụng một cái giấy hình cam như này, mình vẽ cắt cái hiệu tiểu hành tinh nhé. Mình sẽ cắt một hình tròn nhỏ thôi, bởi vì diện tích bị hạn chế. Đó. Giờ mình sẽ lấy cái bút màu vàng tô điểm thêm, bút mực màu vàng nhé, sẽ tô điểm thêm các cái chấm ở đây. Mình có thể vẽ các cái đốm to ở đây, một cái đốm nào đó, một cái bút tích nào đó. Đó, bây giờ chúng ta sẽ gắn nó vào. Mình có thể gắn nó vào đây. Mình sẽ gắn thêm các cái ngôi sao màu vàng. Đó. Chỗ này còn sót thì mình sẽ dán thêm một ngôi sao nữa nha. Rồi. Đây chúng ta sẽ nhìn lại nhé. Mình sẽ bóc được cái này ra. Rồi, và bức tranh của mình như này cũng đã xong. Mình có thể dán lên tường, làm cái khung tranh mình treo lên, rất là đẹp nha. Và video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp lại các bạn video lần tới nhé. Xin chào.